Chào thầy cô và các em đang đến với trang http://2.2/kimpic.com. Đây là bài hướng dẫn học sinh lớp 3 thi Vinpix giải toán trên mạng lớp 3 phòng huyện vòng 16 bảng B năm học 2015-2016 mở vào ngày 11 tháng 3 năm 2016. Sau khi các em đã đăng nhập thành công với mã thi của thầy cô giáo các em cho, chúng ta cũng có 3 bài làm nhỏ, chúng ta nhấn bài làm 1. Bài làm 1 có tên sắp xếp, chúng ta nhấn bắt đầu. Một ô khoảng một bảng khoảng 20 ô với các biểu thức hiện ra, các em làm lần lượt tính kẻ ô rồi các em tính, sau đó các em sắp xếp là nguyên tắc nào tốt nhất. Ở bài này tương đối khó với các em học sinh lớp 3 đấy. 1176 chia 4 bằng 294. 2632 chia 7 bằng 376. 3424 chia 8 thì bằng 428. 109 nhân 4 bằng 436. 88 nhân 6 thì bằng 528. 2304 chia 4 bằng 1000 bằng 576. 125 nhân với 5 bằng 625. 98 nhân với 7 bằng 8686. Sau đó em cộng 104 nữa bằng 790. Ở đây các em thực hiện đã chia trước. 1653 chia 3 được bằng 551. Sau đó em lấy 1364 em trừ đi 551 thì em có kết quả bằng 816. 1546 nhân 4 trừ đi 5328 bằng bao nhiêu? 856. Bằng 856. Cái này ngoặc đơn thì sẽ bằng là 2610. Sau đó em chia cho 3 thì bằng 870. 870. Rồi 870 rồi đến bao nhiêu nữa? 3.000. Cái này 3.120 chia 6 thì bằng là 520. 520 con làm sao nữa? Cộng với 370 thì bằng 890. Cái kết quả này bằng bao nhiêu nào? Cái phép chia này bằng là 1.347 chia 3 thì bằng bao nhiêu? 449. Sao con làm gì? Ta cộng với 451 và bằng kết quả bằng 900. 900. Rồi 1 phần 5 của 4.620 bằng bao nhiêu? Là 9.000. Bằng 924. Bằng 924. Sau 924 rồi thì con đến bao nhiêu? Số nhỏ nhất của 4 chữ số đó chính là 1.000. Sau 1.000 là bao nhiêu? 1.000. Ở đây ta còn lại là 1.068 đúng không? Phép cộng này tổng của số lớn nhất là 999 với số có 3, với số có 3 chữ và có 3 chữ số là 999 với 69 bằng 1.068 đúng không? Vậy bằng 1068. Sau 1068 thì ta có đến 1000, cái này chia ra thì bằng 500. Phép chia này bằng 504, phép chia này chia ra bằng 596. 504 cộng với 596 là bằng 1100. Sau đó cái nào nữa? Cái tổng của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau chính là 987 cộng với số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số mà hàng trăm là 2 thì là 201 là bằng 1188. Rồi, cái này tổng của số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau chính là 1023. Ta cộng với số lớn nhất có hàng trăm là 3. Câu này dữ kiện sai dữ kiện, kể phải là số lớn nhất có 3 chữ số mà hàng trăm là 3 mới đủ. Là 399 thì bằng là 1422. Và cuối cùng, gấp số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau nhân 3 lần, tức là lấy 1023 nhân 3 thì bằng 3069. Em trừ đi 998 thì bằng 2071. Số này bằng 2071. Số lớn nhất. Tìm x, biết x nhân 5 bằng 4305. Ta làm thế nào? Ta lấy 4305 ta chia cho 5 bằng là 861. Câu 2, tìm x, biết x chia 6 bằng 713. Ta lấy 713 chưa? Ta lấy 713 nhân 6. Vì tìm số chia, ta nhân với 6 bằng bao nhiêu? Bằng 4278. Câu thứ 3, tìm x, biết x chia 7 bằng 1036 trừ đi 205. 10.000, đầu tiên ta sẽ lấy 1036, ta trừ đi 257 bằng 779, ta nhân với 7 bằng 5453. 5453. Số gồm 60.000, 8.500,
60.000, 8.000, 500, 30, 9 đơn vị. 9 đơn vị. Đọc là 68.539. Đọc là 68.539. Dũng có số bi kém 8 viên tròn 80 viên, tức là Dũng có 72 viên. Sau khi Dũng cho Hùng một số viên bi ít hơn 1/8 số bi của Dũng, thì lúc này hai bạn có số bi bằng nhau. Hỏi lúc đầu Hùng có bao nhiêu viên bi? Với câu này các bạn sẽ giải như sau. Đầu tiên ta tìm được là số bi của Dũng ban đầu. Kém 8 viên tròn 80, có nghĩa là 80 bằng 80, 80 trừ 8 thì bằng 72. Sau khi Dũng cho Hùng một số viên bi ít hơn 1/8 số bi của Dũng là 2 viên, thì ta tìm 1/8 số bi của Dũng là, ta lấy 72 chia 8 bằng 9, 9 viên, đúng không? Và ít hơn 2 viên nữa thì lúc này là 9 trừ 2 bằng 7. Thì lúc này hai bạn có số bằng nhau, ta vẽ sơ đồ ra. Vậy ta thấy rằng ban đầu bạn Dũng hơn bạn Hùng sẽ bằng 2 lần của 7, đúng không nhỉ? Vì cho một đi một lần thì bằng nhau mà. Vậy là 7 x 2 7 x với 2 bằng 14. 7 x 2 14. Và ta lấy để giải ra số bằng hỏi lúc đầu cũng coi nhân vi thì ta chỉ lấy là 72 trừ 14 thôi. 72 trừ 14 bằng bao nhiêu? 72 ta trừ đi 14 bằng là 58. Vậy 58 mất lúc đầu bạn có 58 viên bi. Đã được 100 điểm. Thầy cô em làm xong bài 3. Chúng ta bắt đầu giải. Câu 1, một trại chăn nuôi có tất cả 1.320 con gà, trong đó số gà trống chiếm 1/6 tổng số gà đàn. Hỏi trại có bao nhiêu con gà trống? Muốn tìm 1/6 của đàn gà này, ta lấy 1.320 chia 6. 1.320 chia 6 bằng 220 con. Vậy các em đánh vào đây là 220 con. Câu tiếp theo, câu 2, một cửa hàng có 236 236 cái bánh, như vậy số bánh bằng 1/5 tổng số bánh và kẹo. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu gói bánh và gói kẹo. Đây nhá, bánh thì chiếm là bằng 1, vậy 1/5 thì ta lấy 236 nhân 5. 236 em nhân với 5. Tất cả cửa hàng có 1.180 gói bánh và kẹo. Các em nhớ trường hợp câu này là câu khó, câu 2 câu khó với học sinh cấp 3 nhé. Đấy. Câu 3, một hình chữ nhật có chu vi là 380, chiều rộng bằng 70 cm. Tìm chiều dài chữ nhật, ta tìm nửa chu vi bằng 380 chia 2 bằng 190. 190 trừ đi 70. 380 nhân 2 là thì chia cho 2 chứ, tìm nửa chu vi chứ. Ừ, đúng rồi, bằng 190. 190 trừ đi 70 là 120 bằng 120 cm. Câu số 4. Một hình chữ nhật có chiều rộng là 76 cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng, tính chu vi của chữ nhật. Có biết làm được không? Có phải làm thế nào không? Không, chính là có chiều rộng. Con lấy 76 nhân mấy? Ta lấy 76 nhân 4. Nhân 4 là bằng bao nhiêu? Bằng 304. 304 con cộng 76. 304 cộng 76 rồi. Là nguyên nhất ta nhân với 2. Bằng 380, 380 ta nhân với 2. Bằng 7. Bằng 760 đúng không? Tìm x. Biết x chia 6 cộng với 1.614 bằng 3.228. Vậy x bằng, để làm được thì trước khi cộng, đúng không nhỉ? Trước khi cộng với 1.614 thì ta lấy 3.228. Làm sao? 3.228 ta trừ đi 1.614 bằng bao nhiêu? Bằng 1.614. Các con sao nữa? Ta nhân với 6. Ta nhân với 6. Nhân với 6 bằng 9.684. 9.684. Câu tiếp theo, tìm x, biết x nhân 4 cộng với 1.726 bằng 7.242. Trước khi cộng 1.726 thì ta lấy bao nhiêu? 7.242. 42. Em sao? Em trừ đi 1.726 1.726 bằng là 5.516. Trước khi nhân với 4 thì ta phải là, ta phải chia cho 4. Chia 4 thì bằng bao nhiêu con? 1.379 bằng 1.379. Câu 7, một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 2.360 lít dầu,
Ngày thứ hai bán gấp 4 lần ngày thứ nhất, hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu giờ, con phải làm gì hả con? Được, mở cửa hàng ta phải lấy ngày thứ hai. Ta phải làm gì? Ta phải lấy 2360. Ta nhân 4. Ta nhân 4 để tìm số dầu của ngày thứ hai bằng 9440 đúng không? Sau đó ta cộng với 2360 bằng bao nhiêu? Bằng 11.800. Bằng 11.800 lít dầu. Câu số 8, tính giá trị của biểu thước 4561 nhân 2, 4561 con nhân với 2 bằng là 1 bằng 9122, ta cộng với 2016. Con bằng kết quả là 11.138. Được. 38. Chúng ta chuyển sang câu khó hơn, những hai câu khó. Chúng ta chuyển sang câu khó này. Bạn Nan có là 45 nhẫn vỡ, nếu Nan cho thêm 9 cái nhẫn vỡ và Hồng cho thêm 6 nhẫn vỡ thì lúc này số nhẫn vỡ của Nan bằng 1/3 số nhẫn vỡ của Hồng. Hỏi lúc đầu Hồng có bao nhẫn vỡ? Các em để làm được câu này thì các em làm như sau. Lan có 45 nhẫn vỡ, nếu Lan mua thêm 9 nhẫn vỡ nữa thì 45 cộng với 9 là bằng bao nhiêu? Bằng 54 cái đúng không con? Vâng. Đúng không? Theo đề bài thì Hồng mua thêm 6 nhẫn vỡ nữa thì lúc này số nhẫn vỡ của Lan bằng 1/5 bằng 1/3 số nhẫn vỡ của Hồng. Mà 54 mà bằng là 1 phần chiếm 3 phần thì sẽ bằng 54 nhân mấy hả con? 54 nhân với 3 thì bằng bao nhiêu con? Bằng là 162. 162. Thế vậy bạn Hồng sẽ có là 162 nhân vỡ vì bạn đã mua thêm 9 nữa, 9 nhân vỡ à 6 nhân vỡ nữa thì bằng 162 đúng không? Đúng không? 162 bây giờ con trước khi bạn Hồng chưa mua 6 nhân vỡ thì bạn Hồng sẽ tao phải làm thế nào? Ta sẽ phải trừ đi 6. Ta còn lấy 162, ta trừ đi 6. Trừ đi 6 và bằng 156. Vậy kết quả này bằng bao nhiêu nhỉ? 156. Câu tiếp theo. Câu số 10, bà đi chợ mua một số quả cam và 86 quả quýt. Sau đó bà đổi 6 quả cam lấy 12 quả quýt. Thì lúc này số quýt gấp 2 lần số cam còn lại. Hỏi lúc đầu bà mua bao nhiêu quả cam? Các bạn chú ý, ở đây có cũng bài toán này cũng khá hay các em ạ. Các em thấy rằng ban đầu bà đã mua là 86 quả quýt. Sau khi bà đổi 6 quả cam lấy 12 quả quýt. 12 quả với 86 quả thì bằng là 98 quả, thì số quýt lúc này gấp đôi, gấp 2 lần số cam còn lại, số cam còn lại nhé. Wow. Vậy rõ ràng là 98 mà con chia cho 2 thì bằng bao nhiêu? Bằng là 98 ta chia cho 2 bằng 49. 49 quả. Vậy 1/2 của số cam số quýt của bà sẽ lúc này sẽ bằng 49 quả. Sau đó nhưng bà đổi mấy quả nhỉ? Bà đổi mấy quả cam nhỉ? Bà đổi 6 quả cam. À 49 mà con cộng với 6 nữa, bà đổi đi mà thì bằng bao nhiêu? Bằng là 55. Bằng 55. Vậy lúc đầu bà có mua đã mua bao nhiêu quả cam? 55. 55 quả cam. Sau đó bạn xem lại một lượt. Chắc chắn chúng ta chắc chắn một lần nữa rồi ta nhấn nộp bài và ta được 100 điểm. Ok.